tôi là Ngọc. Tôi bị mọi người xa lánh bởi vì tôi nhìn thấy được ma. Không biết các bạn có sợ ma không? Chứ xung quanh tôi á hả, toàn là ma. Thiên linh linh nếu mà để linh linh, có thể là không tin là duyên âm đang chối buộc mình. Không trần không phương là nợ, cái âm người dương ở đó mà sợ. Điều gì khuất tất chẳng muốn chuyển sinh à, ba hồn chính vía mau về hiển linh. Thôi bây giờ tao tính vậy nè, cái đùi là của mày, cái cánh với cái mình là của tao, mau cầu là của mày. Làm gì vậy? Được cô hồn. Tao quấn này à? Ừ, tao quấn này á. À.